Nhất kiết chôn nổi, nài môn mùi chinh tăng trịnh, chú đề là cao dẻ bà cho chuyện vội ấy ấy để hôm thấp trao đổi nông nữ thấp chuyên. Cao dễ án và chỗ xuyên là quan trọng về học tập trao đổi ngôn ngữ các chuẩn bồi đối tác ngôn ngữ. Chúng ta có thể học tập ngôn ngữ ví dụ tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh. Sử dụng AI, chúng ta có thể có cao dễ án bồi chữ để và trò chuyện bồi bạn bè bồi chữ để. AI có thể giúp chúng ta học tập trao đổi ngôn ngữ bồi 20 câu chủ đề là học tập. AI có thể giúp chúng ta trò chuyện bồi bạn bè chủ đề là cô quắc chỗ chuyện. AI có thể giúp chúng ta chỗ chuyện với chủ đề của khoa học. Khi chúng ta học tập nói nữa, chúng ta có thể sử dụng AI để cáo dây án và chỗ xuống vội văn bỉ có thể vô cáo xuống cao cáo dây án và giao chuyện mỗi chủ đề để học tập nói nữ. Hôm nay tôi đã nói về học sử dụng AI khi chúng ta học cao dễ dàng và trò chuyện và nhồi bắt đầu mỗi ngô thể sử dụng AI để cô cáo dây ăn và chỗ xuyên vội. Hôm nay tôi nói ta nói về trao đổi nông nương. Không. Tôi đã nói về học tập trao đổi ông nội trực chuyên.
Các kỳ ngài mong mừng trình tăng trình, hôm nay tôi cổ trao đổi vui chứ về biết chú ăn vội để phúc cảm chú nói rằng khu vực chú quan biết là rất quan trọng để hốc tháp và trao đổi thông tin cùng như để mở rộng thêm các mối quan hệ. Chúng tôi ngồi lại để văn về các chú ăn mối và sự cổ nhắc đến một vui hồi à không không à, tôi có thể tôi phải đọc cao tiếng Hán sau tôi sẽ đọc tiếng Việt. Nhắc kỳ ngài mong mừng trinh tăng trình. Hôm nay tôi cổ đầu đôi bôi chữ bôi chữ về viết chữ bằng bôi để bốc tâm chữ nói rằng khu vực chữ phân biệt là rất quan trọng để học tập và trao đổi thông tin cùng như để mở rộng thêm các mối quan hệ. Chúng tôi ngồi lại để bàn về các chữ ăn mối và sư cô nhắc đến một vui hồi tàu sắp tới chưa để tập trận chúng ta có thể sử dụng thời gian này để cùng phố thêm kiến thức và tàu luôn tàu hôn về nông nghiệp vui tàu luôn hôm nay dành trả xong không chỉ vui thôi bạn bè và đồng nghiệp ai này giúp hồi mộ giúp đồ răng nhau đặc biệt chúng tôi cũng nói về việc chuẩn bị những món ăn sổ vui hồi thảo sắp tối bôi nguyên luyện thôi nóng và các sở viên sang tàu hôm nay tôi cũng đã nói chuyện về việc trao đổi nông uống công nghệ một sự về rất thú vị và phù hợp tiềm năng phát triển. Xong. Bỏ qua. Nói trên bề là có quả